Chào anh em nhé, lâu lâu lại lên sóng review cho anh em xem một cây cúc cỏ Cao Bằng. Hôm trước bị ăn trộm, nay lại kiếm một cái phôi cúc đỏ Cao Bằng về để thay thế. Trộm cắp bây giờ nó rất là manh động, với được họ là cái là các anh ấy cắt cáp anh ấy bê không. Lấy như chỗ không người. Sống đi để cho các anh ấy sang cái anh ấy bên. Đây tự nhiên thôi, không phải hỏi han gì cả, cứ bên thôi. Làm ra để cho các anh ấy bên. Xảy ra cái việc gì cháy nhà chết người thì cũng đừng có kêu bảo với tại số nha. Con người ta nó chỉ có giới hạn thôi, đừng để đến lúc chạm vào nhau mất vui đi. Chạm vào nhau là mất vui đấy. Không làm mà rồi có ăn mà chỉ có ăn bị sắt thôi. Đây. Chỉ cần mua cái phôi về cho lại còn vất vả ngồi cắt quạt trục đẽo đủ các kiểu con đà điểu. Xong lại dâm ủ cho nó, chăm sóc cho nó ra rễ ra mầm mới có cái cây để mà chơi. Cặn anh cứ đi tay nhỏ về mà chơi khó sinh mò mà nhỏ. Khác là ta nhỏ mất là hết cơ hội. Cái này lúc khai thác là nó ôm nhà đá, ôm nhà một cục đá to hơn rồi nặng. Mình bảo cái cậu khách cậu ở trên miền núi là cậu ấy cắt đi cho mình đập cục đá này. Túc hay là sộp hay là cái gì. Nói chung là mọi sự là tùy duyên. Trồng dễ thì nó chỉ có
thế này thôi. Quá to à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người ta dọn cái phôi xong thì nó sẽ khác biệt. Cắt gọt xong thì nó còn thế này. Cắt gọt sơ bộ. Những cái rễ nó cuộn vào nhau này, trông nó rất là hầm hố. Cắt của bạn này thì vận chuyển nó gãy giật. Đôi khi là chúng ta không nên cố giữ làm gì cả. Nhiều dễ quá nó không hiểu cái gì đâu. Mặt chơi thì nó có cái bộ đế này. Xong rồi dọn dẹp trước trường được không?
đi vào sau được cái phôi như này. Nãy là mình tắt cái bộ, bây giờ mình sẽ điều chỉnh tiếp. Nên ký nhưng mà tôi cần phải cắt thêm luôn, cần cắt gọt thêm cái gì là cắt luôn.
qua mới sang khoe thành tích à? Mới sang khoe thành tích này. Quá ok, cho một cục tiền. Sau khi chỉnh sửa cắt gọt xong thì được cái phôi như này. Đấy, ra nguyên lực. Trước nó ôm một hòn đá này qua cái bệ này nhưng mà nó nặng lắm, không chơi được. Đá đẹp thì mới chơi, còn đá mà ôm ở dưới rễ là không ăn thua, bỏ. Rồi, chào anh em nhé. Mai mình ra ngủ mình sẽ chia sẻ tiếp.